Rosa Alba Resort và Villa Tuy Hòa, tận hưởng khoảng thời gian lắng đọng. Kính thưa xin chào quý vị và các bạn nha. Trong cái chuyến đi chơi tham quan tại Hải Dương thì bây giờ Hoàng Lịch Thiệp. Wow, xanh mướt quý vị ạ. Thích nhỉ. Cô Si đẹp nhỉ. Nó liền ấy chứ, nhưng mà có lẽ mình chưa điều khiển. Sau đục hết cái chỗ cái đường hầm hầm kiểu ý. Rồi, nhưng mà mình sẽ bỏ cái phần này ra nhá. Anh giao cho cái phân đi mà. Bỏ rạch cái này ra hết ra. Đúng chưa? Không, rạch mất liên kết. Rạch cái ấy mà, rạch cái liên kết đi. Rạch cái đấy là để lấy cái đường cong chạy nó chỗ bú đường chạy. Dám đóng lại cho này chui vào đây là. Đóng lại cũng được. Chui vào đây là chạy cái cứu. Thấy là chui vào đây là. Nhũn gớm nhỉ. Nhũn. Ừ, lùn lực. À, đang ghép thêm. Không, à liền nhé. Đây với chỗ này. Không, liền tí. À nó liền ở dưới à? Trên là thân mình đục cho nó tách ra đây chứ đúng không? Nào đã thấy là đồ chơi cũng ghê rồi. Đấy, hình thả nước. Bán chưa được. Bán cây mini. Cần thăng xanh si lục vừng để thích quá. Vườn là rất là nhiều cây. Wow, cốt xanh già này. Nhũn chưa? Hải Dương thì rất là nổi tiếng với lại si nhỉ, cô anh nhỉ? Trời si, vườn nào cũng có rất nhiều si. Có si cỏ này. Cô này gấu nhỉ. Cái mạng hay phết rồi. Dạ. Phết thì hay. Wow, cốt xanh em ơi, già quá. Con này kinh tế có chăm nuôi được không? Không biết là anh vẫn đâm nuôi đấy. Anh. Ê, đúng rồi. Nuôi là có thể là gì nếu nó lên nhanh thì cũng phải nuôi tiếp. Em nghĩ là anh chưa nuôi được không? À, anh chắc là không đủ trình nuôi gạch xanh với. Hay chưa đủ tuổi nuôi. Tuổi thì thừa. Chú lái được bao nhiêu tiền chú em có thích gặp chăm vải. Ôi thế thì anh không lấy được. Ủa nhanh chứ. Bởi vì thế này anh thì không bán, anh cho anh tặng anh cái mẫu trắng. Mua cây cho. Đâu, anh mua cái cây này chứ cái mẫu trắng không cần. Bởi vì anh mua cái mẫu trắng tặng anh thì em đã. Wow. Đó, hỏi đấy có mặt cả.
sư phụ đấy mà vẫn bị như thế đấy. À sư phụ à, truyền bá đạo về không ngại thế. Chết rồi, sao lại bái sư được vừa giờ ăn được vừa bái đá ra sang mặt sư phụ đấy. Đấy có cái cành này. Nhưng mà con này nó là một con liền nhé. Thế nhưng mà nó chắc bỏ này rồi trước bản thân. Vâng rồi, rồi chuẩn luôn để em thuyết phục lắm. Vâng nó lạc lõng. Vâng, không chặt chẽ. Chắc thì còn vậy vậy được. Cái này cốt đất thôi nhưng mà đất đây nó vẫn khô. Khô, út khô vẫn nhũn. Đấy, cốt này rẻ nhất là tập tiền nào đấy? Rất nhiều cốt xì. Tầm thước 30 cho đến 60. Rất nhiều đồ chơi nhá. 58 triệu. Cái này mà em mua của anh à, cái cốt này thì gần hoàn thiện này. Nhưng mà em thấy cái cốt này nó cốt này thì đang nuôi này. Cốt rất giả. Vườn rộng chưa quý vị. À. Em thích cái độ này của nó, côn nó sụp. Cái này em tháo ra, nó nhấp vào cái này. Thế thì em 38 triệu rồi. Quay nhìn sao em cộng anh mấy triệu. Anh sửa thế em nói. Thì em mua ở Hải thì em mới mua xong cả hùng đồng hóa đi cùng. Em bảo là mấy triệu. Thế một cốt xì nữa, chặt chưa? Con chú ấy. Mua nếu trả bằng con làm tin rồi đã. Em là em thì thế nào chẳng được, bây giờ anh là đại ca. Chú là đại ca chuyên cây nhiều tiền, anh chỉ cây mấy triệu mà thôi. Chú còn mắng anh. Chính chú còn mắng anh này. Hôm nay thì đi với anh sao gà. Đây là những cốt xì rất dị. Cốt xì ôm chậu. Rất là tiềm năng nha quý vị ơi. Anh em có điều kiện chúng ta đến đây tham quan, tìm kiếm cho mình đồ chơi. Đấy, đều là cốt rất là lùn lực. Cốt xanh trực hoành đẹp chưa? Nhưng mà anh chưa có cách giải mã. Em muốn làm xanh quen chứ xem nào. Em muốn muôn này em chịu. Con trực là điếu hưởng máu của anh. Không phải như ý là chưa có cách giải mã để đấu thêm. Không đấu, con này có bẹ thì không đấu. Có đấu không? Không đấu. Đấu được không? Cái phần này anh bổ cửa này rồi. Vâng, chào anh. Không bị như này. Wow, quá nhiều cây luôn. Ta sẽ khám phá một phòng cái khuôn viên nhà anh Thềm. Wow, đẹp quá. Cái vì nào rất già. Thank you.
một cây xanh có cái nu rất là quý. Sành lão đẹp quá này quý vị. Cắt luôn à? Mạnh tay nhỉ. Wow, xì hai thần đẹp quá, rất mềm như hai con rồng quấn. Quả thực là đây có rất nhiều đồ tiềm năng. Vườn quả anh thêm thì ngay gần là vườn của chú Cương Thóc. Không gian rất đẹp. Wow, cốt xanh mini cực đẹp luôn. Và trước cửa nhà thì có một cái tác phẩm si. Ôm đá thả nước. Thì rất già đang nuôi. Không gian chơi nhỏ nhắn xinh xắn và rất là tinh tế. Đấy, những cây đề, cây bưởi. Chơi này hay nhỉ. Con này hình như anh lấy của Minh Dưỡng hay sao? Đúng rồi. Minh Dưỡng hay. Kinh nhỉ. Đau nuốt trong đầu hết rồi. Bé tí mà vẫn nhớ được. Không kèm gió thôi. Nhiều khi cứ chăm bắt nước suýt với con vịt nấu trong đấy nó bị om mấy ngày. Om như rồi. Om như. Ở nhà không ăn được phải chuyển món nấu.
Đấy, xanh mini. Em đi hướng này. Thế hôm nay qua đổi đổi cây đi xi măng. Trời ngay đi. Cái vườn rất là nhiều cây. Rất nhiều cốt quý, cốt tiềm năng. Quý vị cần giao lưu thì liên hệ với anh Thềm. Địa chỉ tại Hải Dương. Tuyệt vời. Máu nhỉ. Mà cái này đúng là đến tuổi phải cắt rồi. Lá già thế này. Thấy cút to. Bệ sướng nhỉ. Kiếm đâu cái tử nơi đẹp. Ôi, nhìn bệ. Kiếm cái tử cho nó làm bàn con. Cắt nhói nhói, nhói. Các nghệ nhân chuyên nghiệp. Cây của mình đâu. Không phải là chỉ cây, không phải cây của mình cắt nó bị sướng. Đúng rồi, cắt kéo nghe thấy kéo ngon lắm. Vâng, thưa quý vị và các bạn, là tôi cũng chia sẻ qua hình ảnh nhà vườn của anh Thêm. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi nha. Nhớ đăng ký kênh để ủng hộ Hoàng Lịch Thiệp và kênh Nghệ Thuật Đọc Bonsai. Đăng ký để nhận thông báo những cái video mới rất là thú vị chúng tôi dành tặng cho quý vị. Hẹn gặp lại quý vị các bạn trong video tiếp theo.